Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katirigado Cuộc Sống Pháp. Thì đây là cái ông giới thiệu cái máy lau nhà đó cô chú anh chị, lau nhà mà dạng là professional đó, để dành cho những cái chỗ nào lớn như nhà hàng hoặc là công ty đồ này kia. Thì hôm rồi Dung có hỏi thì ổng hôm nay ông lại ông tư vấn cho vợ chồng mình, thì cái máy này á là xài bằng pin. Ổng đang thử trước cho vợ chồng mình là bằng nước đó cô chú anh chị. Thì một lát thì Dung sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về các chức năng của cái máy này và giá tiền bao nhiêu. Thì cái đó cô chú anh chị thấy ông hàng ngày ông xã Dung lao một ngày 2 lần với lại cái chai lau nhà bình thường thôi đó, mà khi mà lau lại bằng cái máy này nó dơ như vậy đó cô chú, nhìn cái nền nó đen thui luôn. Mùa hè thì khách ngồi bên ngoài của chú anh chị đỡ phải lau ở trong này, chứ mùa đông hoặc là trời mưa là người ta đi vô trong này nè rồi dơ lắm, mà ông xã Dung là sàn nhà rồi này kia phải sạch kinh kít vậy đó. Cái máy này nó rất là nhẹ luôn, nó xài pin, còn cái loại mà xài điện á thì nó rẻ tiền hơn. Mà nó có hai cái bình ở phía trước đó cô chú anh chị, đó là cái bình hút nước dơ và cái bình phía sau á là mình đổ nước và xà bông. Thì nó có 3 chức năng vô cùng một lúc làm được, ví dụ như nó kiểu như nó chà xà bông xong rồi nó lao qua lại nước sạch cho mình, rồi nó hút cái nước dơ, rồi nó sấy luôn cho mình. Rất là nhẹ nhàng, và từ trong các ngóc ngách đồ dưới chân bàn đồ này kia cũng rất là dễ. Thấy cái ông mà tư vấn hàng á, ổng làm rất là gọn luôn. Cô chú anh chị có nhà hàng thì nghe chia sẻ của Dung nhé, để được mua cái máy này hầu như là không có tốn nhiều tiền. Thì cô chú anh chị theo dõi video của Dung để nghe Dung chia sẻ cái cách thức mà mình mua cái máy này như thế nào nhé. Ông lấy cái hộp nước dơ của cái máy ra cho ông xã Dung coi đó cô chú anh chị, mà mình đi qua có chút xíu thôi mà, tại vì khi mà mình lau nhà bằng tay á, những cái lằn gon ở trên gạch á, ở trong giữa hai cái tấm gạch đó là mình không có lau được, nó dơ lâu ngày nó đen thui à, lâu Dung phải sạc bằng tay không á. Xong rồi bây giờ qua cái máy này á là nó xoáy vô trong những cái góc á, những cái khe khe giữa hai tấm gạch đó cô chú anh chị, là nó sạch bông luôn. Cái máy này á nó rất là tiện lợi luôn, là mình chỉ xoay cái trục ở giữa cái máy thôi, chỉ có xoay cái tay của mình thôi cô chú anh chị, nhưng mà mình không có kéo ngược là sao được, mình chỉ xoay cái trục của cái máy thôi là nó quay vòng 360 độ. Thì cái máy này bảo hành 2 năm mà họ thêm cho mình 1 năm hướng dẫn sử dụng nữa. 2 năm là đồ phụ tùng hay cái này cái kia hư cái này kia đó cô chú. Thì Dung làm qua công ty không mà bây giờ cái cây lau nhà của Dung hư mà Dung còn réo ổng đem cái cây mới đền cho Dung được á. Ông xã Dung mới á cô chú anh chị nên mình không có quen tay, nhưng mà còn cái ông mà đi hướng vợ hướng dẫn này nè là ông làm rất là gọn lẹ luôn. Pareil, on a ici. Donc
Trên này là các chức năng của máy đó, hình cái giọt nước đầu tiên á là chế độ nước ít, còn hai giọt nước là nhiều, và cái hình cái nút thứ ba á là như nó chà khô cho mình, nó gom hết cái nước dơ đó cô chú anh chị. Và cái thứ tư đó là giống như là nó sấy rồi nó lau xà bông á. Mà cái máy này nó dở một cái là nó không có chức năng hút bụi. Thì ổng khuyên mình đó là khi mà lau sàn á thì phải hút bụi cho sạch sẽ trước rồi mới đi lau, giống như mình lau lau nhà vậy đó. Thì tại vì có những cái mẫu bánh mì hay là cái gì đó nó nhỏ nhỏ hay là bún hay là cái rớt nó khô đó cô chú, thì khi mà mình lau á thì cái chổi này nè nó không có hút cái miếng mẫu bánh mì lên được, cho nên là nó sẽ làm cái sàn của mình nó có nhiều cái lặn, không có đẹp, nó không có bóng. On aspire parce qu'il y a toujours des mines de pain, etc. Oui, oui, oui. Ça évite de boucher déjà la machine, ça évite de faire plus d'entretien dessus. Et puis. Donc, les brosses, l'aspiration et l'eau. Un passage. Parce que là, c'est ça qu'on faisait. Là. Mais là, c'est ce que vous faisiez, l'aspiration et l'eau. Pourquoi ça a essayé de faire ça? Alors, parce qu'on n'a pas aspiré avant. Ông xã Dung đang thắc mắc là sao mà khi mà lau á, là sau khi lau thì nó có những cái lằn nước nó không có khô á, thì ông đang giải thích cho ông xã Dung á là cái máy này nó không có chức năng hút bụi, cho nên là có những cái nhiều khi người ta làm rơi những cái cọng bún hay là hộp cơm gì đó ở dưới sàn cái nó khô đó cô chú, rồi mình không có hút bụi. Khi mà lau á là nó kéo cái lằn nước á là nó sẽ bị quằn quện, nó không có được láng cái nhà. Mới có thử máy có một chút xíu rồi, chừng hai lần gặp thôi chứ gì cô chú, nhưng mà cái bình nước ở trong cái bình đó nó đen thui luôn á. Bây giờ ông sẽ vào trong bếp, ông lau thử cái gạch bếp của Dung. Thì cái gạch bếp của Dung á là sau mỗi buổi làm việc thì Dung sẽ xịt nước, rồi Dung sạc bằng chải với là xà bông và thuốc tẩy. Mà ở giữa mỗi cái bếp á, ở bên Pháp thì mỗi nhà á là nó phải có một cái lỗ thoát nước bắt buộc phải có, để khi mà mình lau á là nó không có bị trơn á. Thì cái ông chủ cũ ông làm á là ông cứ như ông làm không có như má lơ phê đó cô chú, giống như làm nó không có chuyên nghiệp á, cái nước nó chảy tới đó rồi nó không có xuống nữa, cái khúc thì nó rút nước, cái khúc thì nó không á, nên là mỗi lần ấy cái là phải sạc rồi Dung phải lau khô trở lại, chứ nếu không là nước nó không rút cái nó không có khô. Nè cô chú anh chị biết là những cái lằn gom này là Dung sạc tay á, Dung ngồi Dung sạc tay không á mà nó còn đen như vậy đó. Dung rất là thích luôn cô chú anh chị ơi, thấy nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà làm nó sạch sẽ lắm chứ. Lao lý rồi mà cái nhà của Dung nó rộng á, 600 m² mà từ trên xuống dưới luôn, nhà bếp rồi mai mốt ở trong những cái sảnh này sao nữa, lao ra tới cái chỗ mà mình rửa chén luôn á, phải sạch sẽ mà chứ không có ấy nước là nó trơn. Có cái máy này là Dung thích lắm luôn, mà rất là tiện lợi. Bây giờ là ổng đang hút rồi ổng sấy khô luôn cho Dung đó. Khi mà mình di chuyển á thì mình xếp cái chổi lên và nó có hai cái bánh xe kéo như cái vali vậy đó, rất là gọn luôn. Khi Dung thích một cái là khi mà lau xong rồi nó khô ngay chứ nó không có ướt. Mỗi lần lau nhà là ông xã Dung phải mở hết cửa ra rồi không có cho đi chỗ này, không có cho đi chỗ kia, rồi đi nó có dấu chân á cô chú, là ông không có cho đi đâu hết trơn á. Mà khi mà có bọn trẻ là nó cứ chạy tới chạy lui là ông xã Dung cứ gầm rừ gà la riết à. Mà lau cái này thích lắm, mà lau qua rồi cái quay trở lại cái là nó khô eo luôn. Cái máy này chạy bằng pin, cái cục pin của cái máy là họ bảo hành cho mình 5 năm. Mà còn cái đồ sạc là thí dụ mà có hư á là Dung nói rồi là có hư rồi Dung cho Dung có mua.
khi mình mua cái máy này thì họ tặng kèm cho mình một bộ chổi và một cái bộ miếng nhựa, giống như là khi mà nó cào nước, nó hút nước á, thì cái miếng nhựa đó nếu mà xài thường á là thì nó dễ bị mòn á, cho nên là họ cho mình thêm. Cái máy này có giá trị là 3.800 euro, tức là gần khoảng 100 triệu tiền Việt mình á. Rất là tiện lợi luôn. Nhưng có những dòng máy rẻ hơn rất nhiều nha cô chú. Có nào giá tiền nào cũng có, ví dụ như 40 triệu tiền Việt mình cũng có, 50 triệu tiền Việt cũng có, ví dụ như tầm 1.000 đổ lên cũng có. Nhưng mà cái loại nó to mà nó xài bằng dây, nó cái máy nó to lắm cô chú anh chị Dung có coi ở siêu thị Metro rồi. Mình đi dạo giá tùm lum hết trơn chứ không phải là Dung ấy Dung đâm đầu Dung mua đâu. Một đồng đó, một đồng mà cô chú. Thì cô chú anh chị nào làm nhà hàng ở Pháp á, thì nếu mà có điều kiện muốn mua những cái máy này để hỗ trợ công việc á, thì có thể tìm hiểu nha. Tại vì khi mà Dung mua á, thì Dung sẽ được hỗ trợ 50% từ chính phủ. Họ sẽ gửi, công ty họ sẽ gửi cho mình một cái bộ hồ sơ, thì mình điền và mình nộp lên trên Kazakh, thì mình sẽ được hỗ trợ 50%, mà mình sẽ đợi bộ hồ sơ họ gửi về cho mình là trong vòng 2 tháng thì mới có được chuyển tiền, chứ không phải là tự nhiên rồi cái mình nộp hồ sơ là họ chuyển cho mình. Nó phải 2 tháng, phải chờ 2 tháng, tức là 2 tháng sau Dung mới có cái máy này. Taxe combien 20% de plus? La taxe c'est 20% de plus. Cái máy này 3.800 là luôn thuế nha cô chú anh chị, đó thuế 20%, thì cái máy nó tầm khoảng 3.200 thôi, thì mình được hỗ trợ 50% ở trong đó, tức là khoảng 1.600 á, thì tiền túi mình bỏ ra chỉ có 1.600 thôi. Tại vì bảo hiểm doanh nghiệp cho người lao động ở Pháp á, thì họ hỗ trợ cho mỗi doanh nghiệp là lên tới 25.000 euro, cho trang thiết bị nào mà để bảo vệ sức khỏe đó cô chú anh chị, để tránh các vấn đề về cái dạng như mà bệnh tật về lao động rồi này kia đó. Cho nên là mỗi một cái doanh nghiệp mình được hỗ trợ tới 25.000 euro, thì nếu mà cô chú anh chị muốn mua những cái thiết bị để hỗ trợ cho như lau nhà, hút bụi đồ này kia đó, thì có thể hỏi thử. Nhưng mà muốn mua thì qua một cái công ty như Dung như vậy, họ gửi hồ sơ sẵn cho mình luôn, mình chỉ có in ra rồi mình ký tên và mình nộp thẳng lên trên cái chỗ để xin tiền và chờ đợi 2 tháng thôi. Et après, vous venez vers Tony, quand tout est bon pour vous, vous venez vers Tony, nous on les a en stock, les machines, les pièces d'usure sont en stock. Donc les pièces d'usure, ça va être des brosses et les lamelles d'ici 2 ans. Vous vous livrez une lamelle avec, vous livrez quoi? Khi mà họ gửi cho mình cái máy á, sau 2 tháng gửi cho mình cái máy thì mình thanh toán á, thì họ gửi cho mình cái máy và họ xuống họ lắp ráp cho mình luôn, rồi họ mang tặng cho mình là thuốc lau nhà đó, rồi xà bông đồ lau nhà đó của chú anh chị, rồi một cái bộ chổi và một cái chổi ở dưới cái máy á, rồi một cái vành nhựa mà khi mà nó hút nước dơ đó. Ông xã Dung Thinh xin thêm một cái nữa và ông cho luôn, rất là dễ tính. Lúc đầu là ổng đổ có 1 lít nước thôi cô chú anh chị, mà lau là vài lần gạch thôi thì nó cũng còn được nửa bình. Thì do là mình mua đồ thường ở công ty này lắm, giống như là giấy ăn nè, rồi nước lau nhà rồi này kia, xà bông rửa chén rồi này kia đó, rồi giấy vệ sinh, giấy toilet rồi này kia là Dung mua hết ở công ty này. Cái máy này á cô chú anh chị là nó chỉ có lau và nó kiểu như nó làm sạch bẩn những cái lằn rôm gạch đồ này kia đó. Mình khi mà mình lau tay là nó không có sạch, nhưng mà nó sạch.
Mais après, c'est qui tient derrière nous pour information, tout ça, c'est Tony ou c'est... C'est moi. Ah, d'accord. Donc en fait, moi, je suis là de A à Z, c'est-à-dire je vous livre la machine. Oui. En forme. Oui. En plus, derrière, s'il y a un problème, ça sera donc soit moi, parce que je suis technicien. Oui. Comme je partage le secteur avec mon collègue de Lézignan, soit moi, soit mon collègue. D'accord. Les vendeurs aussi, et qui, en même temps, répare les machines. Si vous avez des centrales et deux heures, c'est nous qu'on intervient dessus pour faire une vérification. Ouais. Mais c'est vigne de où, la société en France ou fabrique? Alors nous, la société IDIS, et ça, c'est un fournisseur hollandais. Ah, de Hollande. Voilà, c'est un fournisseur hollandais. J'ai eu la chance de visiter l'usine de fabrication. Avant de vendre, vu qu'on est technicien avant tout, je préfère avoir un avis quand même sur la machine. Et voilà, donc moi je travaille énormément avec ce type de produit maintenant. D'accord. Hollande. L'Hollande, et tout ce qui est électronique, ça vient d'Allemagne. Ông sẽ về ông làm hồ sơ và gửi giấy báo giá cho Dung để Dung nộp xin hỗ trợ từ chính phủ. Thì Dung cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video, và tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau. Thì hôm nay Dung rất là vui là mình ham cái máy này lắm mà nén tiền á cô chú anh chị, mua cái cả nửa gia tài rồi. C'est pratique.